À, tiếp tục hôm nay thầy trò mình sang dạng số 3, đó là dạng mà chúng ta phải sử dụng biến đổi, nó giống như cái câu số 7 ở cái dạng số 2 đó, đổi tiêu về chúng ta giải hạn. Nói tóm lại là chúng ta sẽ không sử dụng được cái liên quan đến cái phần mà chúng ta tính được nhanh được. Ở đây chúng ta bắt buộc phải giải hạn và sử dụng cái kiến thức về giải hạn, ta sẽ tìm được cái số phức z liên quan đến phần thực phần ảo của z. Ok, ta sẽ đi vào câu số 1. Câu 1 này. À, cho số phức z bằng a cộng bi thỏa mãn này modulus của z trừ 4i cộng với modulus của z trừ 2i thì bằng 5 cộng với nhân với 1 cộng với y. Rồi chúng ta sẽ xử lý cái chỗ này đúng không nhỉ? Thứ nhất là chúng ta xem thực ra khi là modulus của z trừ 4 này, và đây thì đây là phần thực của nó này, ta chú ý này, đây là phần thực. Ta nhìn nhá, từ cái phương trình là modulus của z này trừ 4 y rồi cộng với modulus của z trừ 2y thì bằng, ở đây ta nhân tung ra là căn 5 rồi cộng với căn 5y. Đó, thực chất ở đây chúng ta sẽ biến đổi về cái dạng nhìn dễ nhìn thôi đúng không? Nhưng là đây là chúng ta thấy này, khi modulus của z trừ 2y thì đây là một số, đây là một số này, đó, một số thực, và đương nhiên chỗ này cũng là một số thực đúng không? Y thì đây được gọi là phần thực và đây gọi là phần ảo, cái số phức bên này, bên này đây là phần thực và đây là phần ảo đúng không? Vì vậy từ đây chúng ta sẽ tương đương luôn là gì, phần thực bằng phần thực, đây phần thực đây z trừ đi 2y, modulus của z trừ đi 2y thì sẽ bằng bao nhiêu, bằng căn 5. Đó, đây là phần thực bằng phần thực. Đó, phần ảo bằng phần ảo, tức là modulus của gì, z trừ 4 bằng gì, bằng căn 5. Đó, ta chú ý như vậy. Đây là hai số phức đây. Đấy, coi như đây nè, đây là b này, đây là a này. Đó, a cộng bi thì bằng căn 5 cộng với căn 5y, vậy thì a sẽ bằng căn 5 và b bằng căn 5, ta chú ý như vậy. Rồi ok, đến đây thì ta mới xử lý tiếp cho cái z đây. Đó, chúng ta sẽ tương đương với này. Tương đương đây trong trường hợp là z bằng a cộng bi thì chúng ta sẽ có luôn là bằng căn bậc 2. Đây là căn bậc 2 này. Đó, là a bình, a bình. Còn phần ảo của số số phức này thì chính là gì? B trừ 2 tất cả bình. Đó, đây là modulus của z trừ 2y bằng căn 5. Rồi, ở đây tương tự như thế là căn bậc 2 của a trừ 4 tất cả bình cộng với b bình thì bằng căn 5. Rồi chúng ta tương đương với giải hạn này thôi. Ở đây chúng ta bình phương lên và hàng thức luôn thì ta có là a bình cộng b bình rồi trừ đi 4 b cộng với 4 bằng 5. Chỗ đây là a bình cộng với b bình rồi trừ đi 8a là cộng với 16 bằng 5. Rồi giải hạn này thôi. Để giải cái hạn này thì chúng ta sẽ sử dụng gì? Trừ vế cho vế đúng không? À, chúng ta trừ vế cho vế hoặc dưới trừ trên, hoặc trên trừ dưới tùy. Chưa nhỉ? Đó thì ta sẽ giữ nguyên một phương trình và lúc đấy ta rút ra mối quan hệ là thay vào thì ta sẽ được phương trình bậc 2. Ok, nó sẽ tương đương với, đây ta tương đương vậy. À, đây là số 1, số 2 thôi đúng không? Mình cứ trên trừ dưới nhá, trên trừ dưới thì chúng ta sẽ có 8a. Rồi trừ đi 4b. Cái trên trừ dưới là trừ đi 12 bằng 0. Rồi, ở dưới chúng ta giữ nguyên một phương trình, ví dụ như ta giữ nguyên cái phương trình đối với ở đây chắc mình b theo a thì mình giữ nguyên cái phương trình dưới thì a bình cộng với b bình trừ 8a cộng với 16 trong trường hợp này bằng 5, kể nó đi. Và ở đây chúng ta sẽ có là tương đương với là gì? Ở đây chia cho 4 đúng không nhỉ? Chia 4 thì là chuyển vế luôn nhé, b bằng này, b bằng là 2a đúng không? Và chia cho 4 thì chúng ta chỗ này chúng ta sẽ còn trừ 3. Đó, và thay vào đây thôi, a bình cộng với 2a trừ đi 3 bình phương rồi trừ đi 8 là bằng bao nhiêu đây?
Hay chuyển vế sang bên này chúng ta sẽ có chữ 5 cộng 11 chữ 8A chứ cộng với 11 không đó. Và tương đương với là B thì bằng 2A à. Thôi giải hạn này thôi, chúng ta sẽ có bao nhiêu đây à, A bình này cộng với 4A bình là 5A bình đúng không, từ chỗ này chúng ta sẽ có trừ 4 3 4 12 trừ 12 là trừ 20A. Rồi chúng ta sẽ có 99 cộng 1, 9 cộng 11 là cộng với 20 đúng không? Bằng 0. Và chắc phương trình có nghiệm kép rồi, đúng nhỉ? Vậy thực ra đây nó chỉ có mỗi gì? Ở đây chúng ta sẽ có mỗi một cái gì? Cái z này thôi thì chắc phương trình này có một nghiệm thôi, đúng không? Chắc có nghiệm thật. Thế cho 5 thì đây là a bình trừ 4a cộng 4 thì đúng không? A trừ 2 tất cả bình rồi a bằng 2. A bằng 2 thì b bằng 2 là 4 thì 1 đồng. B bằng 1. Đó. Và đương nhiên là A cộng B là bằng 3. A cộng B bằng 3 quanh vào đáp án B. Thấy chưa? Đó. Cái dạng này giải thì khá là dài, mất thời gian, đúng không? Đó, câu số 1 là như vậy. Chúng ta sang câu số 2. Câu 2 này. À, cũng cho số phức z bằng A cộng B, AB thuộc R và A lớn không? Đây, người ta A lớn không, chắc có hai nghiệm rồi. A lớn không. À, thỏa mãn là z nhân z ngang trừ đi 12 mô đun z cộng với z trừ z ngang bằng này. Rồi tôi kể đi. Chúng ta thấy z nhân mình biến đổi luôn tương đương nha. Z nhân với z ngang thì một mô đun z bình đúng không? Z nhân với z ngang này, z nhân với z ngang này thì bằng mô đun z bình. Chúng ta chú ý như vậy. Ở đây mình thấy mô đun z bình tức là bằng a bình cộng b bình, từ đấy suy ra luôn này, a bình cộng với b bình này. Đó. Rồi trừ đi 12 mô đun của z tức là căn bậc 2 của a bình cộng bình. Rồi cộng với z mà trừ z ngang, z trừ z ngang thì hết phần thực và chúng ta sẽ còn hai lần phần ảo tức là 2bi. Đó và bằng 10. 10 13 trừ đi 10i. Rồi ok, đến đây chúng ta sẽ phần thực bằng phần ảo thôi. Và đây chúng ta sẽ tương đương với là phần thực. Đây chính là phần thực, đúng không? Còn đây chính là phần ảo. Thế chưa? Vậy thì A bình cộng với B bình trừ đi 12 căn bậc 2 của A bình cộng với B bằng bao nhiêu? Bằng A. Và 2B thì bằng gì? Trừ 10. Đúng đúng 2B không? Đúng rồi. A cộng BI mà trừ đi A trừ đi BI đúng không? Trừ trừ cộng rồi chuẩn đấy. Rồi bằng trừ 10. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có gì? Ở đây sẽ có là B thì bằng mấy? B bằng trừ 5. Thế trừ 5 ta có A bình này. Cộng với trừ 5 tất cả bình là 25 này. Trừ đi 12 này. Nhân căn bậc 2 của... Thực ra cái này mình có giải hạn luôn là bình phương phương trình bậc 2 đúng thằng này luôn được. Đó. Mình sẽ coi như đây phương trình bậc 2 nhé. Đã chuyển sang này. Thôi mình phá là đi. Khá là nhanh thôi đúng không? Đó. Mình sẽ làm này cho nó nhanh là thực ra là căn của A bình cộng với B bình này, tất cả bình rồi trừ 12 căn của A bình rồi trừ 13 bằng 0. A trừ B cộng C bằng 0 một nghiệm trừ 1 một nghiệm bằng C trên A trừ C trên A đúng không? A trừ B chọn đó. Thế thì chúng ta sẽ có là thực ra trừ 1 mình loại ngay nhé. Viết vào cho này. Trừ 1 căn của A bình cộng với B bình bằng 12 và B thì bằng trừ 5. Rồi, ok. Thì thằng này đương nhiên là vô nghiệm rồi. Đó. Thế là xong rồi đấy. Chúng ta sẽ tương đương với là B bằng trừ 5 căn bậc 2 của A bình cộng B bình bằng. Đó. Thì tương đương với là P bằng trừ 5 và A bình thì bằng 13 bình trừ đi 5 bình. Thì như 3, 15 thì như là bằng 12 bình sao nếu nhầm thế. 12, đúng rồi như thế 12 bình. Đó. Hình như vậy. Và nói tóm lại là chúng ta sẽ có là P bằng trừ 5 và A thì bằng cộng trừ 12.
Và đương nhiên là a lớn không đúng không? Với a lớn không thì suy ra với a lớn không thì ta sẽ có a bằng 12 và b thì trừ 5. Đúng không? A cộng b thì bằng 10 mấy? Ủa không có. Nhầm à? 12 a à, con 7 đấy. Ủa giải 7. Từ đấy suy ra s bằng a cộng b thì bằng 7. Đó. 7 chuẩn rồi đúng không? Thôi 12 chia làm 7 giúp đáp án C. Đó. Ok. Đây là câu số 2 của ta như vậy. Tiếp tục sang câu số 3, câu 3. Và cũng vậy cho số phức a z bằng a cộng b i a b thuộc R thỏa mãn này. Đó. Và đây là một số thực. Vậy đến đây chúng ta xem là chúng ta xem là đây chắc chắn là chúng ta thấy là tập hợp xét nó là một đường thẳng rồi. Là một đường thẳng. Còn đây nó là đường gì thì chúng ta lại phải biến đổi xem nó đường tròn nó thì nó khác và đường thẳng nó khác. Nếu hai đường thẳng cắt nhau thì nó sẽ này là một điểm chúng ta giải hệ rất là nhanh. Còn đường tròn thì bắt buộc chúng ta lại phải gì? Rút thế giống như vừa rồi thôi. Ok. Thì đầu tiên mình sẽ biến đổi. Đây đây biến đổi tùy nhé. Chúng ta biến đổi kiểu gì cũng được thôi nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có là Z. Thay vào đây luôn thì mình sẽ coi như này bình phương nhé. Đấy, mô đun của Z trừ 3 bình phương bằng mô đun của Z trừ 1 bình phương. Mình nào có thể làm nhanh được là A trừ 3 bình cộng với B bình bằng. Ở đây là chúng ta sẽ có A trừ 1 cộng với B. Nói tóm lại là chúng ta mất hết. Và đây chúng ta sẽ có một đường thôi, đó là này hết là hết này đúng không? Thì chỉ có thì tuyệt đối thì hai thằng bằng nhau thì a mất đi. Nói tóm lại là a trừ 3 thì bằng trừ a cộng họ tương đương với a bằng mấy? A bằng 2. A bằng 2. Hay đúng đấy. Rồi ok, a bằng 2. Cái phương trình này chính là a bằng 2. Rồi xong rồi, a bằng 2 là có 1 nha. Bây giờ chúng ta đây là đường thẳng a bằng 2 thì chúng ta dễ rồi. Đây là chúng ta tiếp tục này. 2 này. Là z cộng với 2 nhân với z trừ y. Đó, là số thực thì chúng ta sẽ thay vào thôi. Z cộng 2 tức là a cộng với 2 cộng với bi rồi nhân với z ngang là a rồi trừ đi bi thì trừ đi b trừ cộng 1 y rồi ok. Đó, nhân tung ra à, chúng ta là số thực, là số thực chúng ta chú ý là số thực chúng ta quan tâm phần ảo, tức là phần ảo bằng không. Phần ảo chúng ta chỉ nhân ra số ạ, nhân ra tìm y thôi bằng một số a cộng một cái gì đó à, cộng liên quan đến gì, đến phần ảo. Đây chúng ta sẽ có ab này cộng với ab họ này ab đúng không, rồi trừ đi a cộng với 2 nhân với b cộng với 1 y đây đó. Đây là số thực, là số thực. Thì đương nhiên là chúng ta có AB trừ đi A cộng 2 nhân với B cộng 1 là bằng 0, đúng không? Đó. Thế quan tâm đằng sau thôi. Và tương đương thằng này tương đương AB, AB hết. Nói tóm lại định là một đường thẳng này. Đó. Vậy AB, AB hết là AB thôi rồi. Cái đó trừ đi chỗ này là AB cộng với 2B rồi cộng với A rồi thì cộng với 2. Không, đúng nhỉ, 2B, 2, cộng A chuẩn đấy. Thế tóm lại là chúng ta sẽ có là 2B cộng với A cộng 2 bằng 0. Mà A bằng 2 rồi, đúng không? A bằng 2 vào thì đấy suy ra là B bằng mấy? 2 vào đây là đây là 4, 4 chia 2 là trừ 2. B chỉ 2. B bằng 0 à? Thế từ đấy suy ra là A cộng với B là bằng 0, và đáp án là B. Đó, ok. Hiểu như vậy. Yeah, câu số 3 rất là dễ thôi. Tiếp tục ta sang câu số 4. Câu 4 này. Câu 4 ta thấy thứ nhất ở đây là một cái phương trình đường tròn. Nên là ta học cái trục quy tích rồi. Phương trình đường tròn chắc chắn rồi. Từ đây có Z cộng với 2 cộng với 5Y bằng 5 này. Thì tương đương luôn đó là X cộng 2. A chứ đây là A. Cho A. A cộng 2 tất cả bình phương cộng với B cộng 5 tất cả bình phương thì bằng 5 bình tức là 25. Đó. Nhân tung ra thì chúng ta có chắc là chúng ta phải nhân tung rồi đúng không? Đó. X bình
À sao cứ thứ x nhỉ, ta quen. A bình cộng với b bình rồi cộng với 2 4a cộng 4a cộng với 10b. Rồi chúng ta đây là 5 5 2 5 2 5 hết rồi, chúng ta chuyển sang để bằng gì? Bằng chữ 4. Rồi, ok, bằng chữ 4. Rồi tiếp tục cái phương trình số 2 này, modulus z nhân với z ngang này thì chúng ta biết bằng modulus của z bình phương là bằng 82. Như vậy thì ta sẽ có là modulus z bình phương tức là a bình cộng với b bình là bằng 82. Rồi từ đây là số 1 và số 2. Thì ta thay 82 vào đây thì ta sẽ có là từ đấy suy ra 82 cộng với 4a cộng với 10b bằng trừ 4. Để nói tóm lại là 4a cộng với 10b bằng bao nhiêu? Bằng trừ 86 à? Trừ 86. Trừ 86 chia cho 2 thì 2a cộng với 5b thì bằng trừ 43. Ok, trừ 43 số khá là đẹp anh nhỉ, đúng không? Đấy, bây giờ rút a thôi đúng không nhỉ? Đây bụng a 2a bằng thôi, a bằng được a bằng trừ 43 trừ đi 5b chia cho 2 và thay vào 2, thay vào 2 ta sẽ có là trừ 43 trừ 5b chia cho 2 tất cả bình phương cộng với là b bình 82. Biết số có đẹp không đẹp, chắc là sai đó đúng không? Ở đây thì chúng ta thấy rằng khả năng nó chỉ có một nghiệm thôi, bởi vì nó không có điều kiện gì cả, chắc là nghiệm kép rồi đúng không? Tức là cái phương trình này bậc hai nó sẽ là nghiệm kép này, khả năng thế. Hay nói khác là hai thằng này nó tiếp xúc với nhau. Đó. Tiếp xúc nhau nó chỉ có một nghiệm thôi. Nếu như giả sử thế thì mình sẽ bấm máy đúng không? Nha, thông thường như thế, nhưng thôi thầy cứ không tự tin lắm thì mình cứ tính ra xem nào. Xem đúng nhá. Đó, thứ nhất là đây bình phương là 4 này nhân 4 đây nhá. Chúng ta đây hình cộng luôn này, cộng luôn này. Rồi nhân 4 đây 4 4 43 bình phương này cộng với 10. Là 10 nhân 43 là 430 này. B này cộng với 25b bình này rồi cộng với 4b bình này bằng 82 nhân với 4 này. Rồi ok, nếu lúc này chúng ta sẽ bấm máy đi. Hay chắc bấm được rồi, đúng 25429 thôi, chắc phải đọc bấm máy nhé. Máy tính đi, máy tính bấm vào. Code 922 rồi, đây là 29 đúng không? 29 bằng. Rồi chỗ là 430, 430. Nên có nghiệm không? Là 43 bình trừ thì 82 đúng không? 82 nhân 4 đúng 43 bình. Trừ đi 82 4. Ủa? Hai nghiệm à? Hai nghiệm này. Ủa? Thế nào có sai đâu nhỉ? Hai nghiệm này là khá là căng đó. Bởi vì hai nghiệm sẽ có hai cặp đúng không? Mà hai cặp thì chà, hai cặp thì nó phải có hai AB chứ nhỉ? Thông thường này nó sẽ có nghiệm kép ấy, nhưng mà kiểm tra lại lần cuối xem có chỗ nào sai không. Đó, có chỗ nào sai không nhá? Do khả năng là đúng rồi đấy, chúng ta sẽ lưu cái biến này vào A nhé, store vào A này, rồi đó. Rồi, tiếp tục new vào B, store B này. Rồi. Ok, mình sẽ nhập máy tính này. Bởi vì A này tên là A nhá. Tên là biểu thức A đúng không? Thì mình nhập này. À, nhập luôn là trừ 43 trừ 5 x, x là A đi. X là B đi. Chia cho 2 rồi cộng với x. Cộng với x. Mình can x bằng A. À, không phải đúng không? Thì mình sẽ can tiếp alpha b rồi bằng trừ 8, ta có kết quả là trừ 8. Nói tóm lại là nó có hai số phức z này thì chúng ta sẽ
Nên lấy cái số phức nào nó thỏa mãn thôi, đúng không? Đáp án là B. Rồi ok. Thực ra nó có hai số phức xét nhưng đây nó chỉ nói một số phức thôi, nó không cần điều kiện loại cả, đúng không? Rồi ok, không, chắc không sao đâu. Rồi đấy, câu số 4 là như vậy. Rồi sang câu số 5, câu 5 này. Có bao nhiêu số phức xét thỏa mãn? À đây ta liên quan đến có bao nhiêu số phức xét thỏa mãn rồi. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là với câu số 5 này thì chúng ta ở đây nhìn đây nhá, chúng ta đây là một đường thẳng, cũng là đường thẳng luôn. Và đây xem nó là cái gì đây? Một đường thẳng này. Chỗ này mô đun Z bình à, chúng ta thấy rằng đây. Rồi ok. Nha, đầu tiên thì mình sẽ gọi này, gọi Z. Gọi Z bằng x cộng với y. Đó. Thì từ cái biểu thức này thì ta sẽ suy ra là mô đun của Z trừ đi 2 cộng với 3y này. Rồi bằng mô đun của Z cộng 1 trừ y này. Thì tương đương với chúng ta sẽ bình phương lên luôn, đúng không? Là x trừ 2 bình phương cộng với y cộng 3 bình phương bằng x cộng 1 bình phương cộng với y trừ 1 bình phương. Rồi x bình hết, y bình hết. Nói tóm lại chỗ này chúng ta có trừ 4x cộng với 2x thì chuyển sang bên này nhá, thì chúng ta có 6x. Rồi. Chỗ này ta có 6y, chỗ này có trừ 2y, chuyển sang này là chúng ta có trừ 8y. Trừ 8y. Rồi bên này chúng ta có một bình cộng một bình, đây là chỗ này 2. Đúng không? 2. À, 2 thì sao đây? Bên này là 2. 2 này bên này là 4 này, 4 cộng với 9 là 13, 13 mà trừ đi 2 thì chuyển sang bên này đi nhà bằng 11, đúng không? Một số xấu thế nhỉ? Đúng nhỉ? 4 này, 9 này, 13 bên này là 11 này. Chuyển sang là 11 rồi, ok. Rồi, một đại. Ok nó đi, đây là cái số 1 nha. Cái hai là mô đun của Z. Mô đun của Z bình phương cộng với 2 lần Z cộng với Z ngang bằng 5. Mà Z cộng Z ngang thì chúng ta biết rồi, Z cộng Z ngang thì bằng gì? Hai lần x, đúng không? Vì y trừ y hết đúng không nhỉ? Vậy mô đun Z bình ta có x bình cộng với y bình rồi cộng với 4x là bằng mấy đây? À, bằng 5. Đó. Ôi trời, siêu xấu xấu thế nhỉ? Có nhầm chỗ nào không mà sao xấu thế nhỉ? 1 này cộng này. Xem nào, trừ đúng rồi đấy. Có vẻ rút này xấu nhỉ? Ở đây mình rút y đi nhỉ, rút y. Từ đấy rút y là từ đây rút ra y, y sẽ bằng bao nhiêu? Bằng chuyển vế sang là 6 trừ 6x trừ 11 chia cho 8. Rồi thay vào đây ta sẽ có nào. Thực ra là thay đây ta sẽ có bao nhiêu nghiệm bên ngay đúng không? À, bao nhiêu nghiệm bên ngay? Có 1, 2. Khả năng là sẽ có thể không đúng nhỉ? Chúng ta sẽ có là x bình. Rồi cộng y bình tức là 6x trừ 11 chia cho 8 bình phương. Rồi cộng với 4x. Rồi là trừ 5 bằng 0. Rồi ta hằng thức luôn. Đó. Đó 6 36 này, chỗ này 36 cộng 1 là 37. 37 bình này. Chúng ta là 2 26 12, chúng ta sẽ có 12 nhân với 11. Này ta trừ 12. Trừ 12 nhân với 11 này. Chỗ này cộng với 88 64 cộng với chúng ta được cộng này nhá. Là dấu trừ đi. Đó, dấu trừ ra ngoài thì chỗ này trừ. Khi đồng 88 64 nhân đây mà. 64 nhân 4 64 nhân 14 x. Đó, rồi. Tiếp tục chỗ này là 11 bình phương cộng với 11 phương trừ 5 bằng 0. Bấm máy xa nha. Rồi, máy này. Đó. Rồi, 37 bằng trừ đi mở ngoặc. Thời gian là 64 luôn nhưng sau này trừ mở ngoặc nhỉ? 64 nhân với 4 rồi trừ đi 12 nhân với 11 à, 11 bình phương trừ 5 không nghiệm, không có vô nghiệm rồi. Hay tóm lại là đáp án A không có số phức nào cả, vô nghiệm đúng không? Rồi ok. Đó. Thực ra cái này chúng ta có một cách làm khác nữa khá là đơn giản không nhỉ? Từ đây này, cách hai này,
Nhưng thầy sẽ nói sau cách cách này cách một nha, ta nhìn lại. Đó, cách hai đây. Cách hai thì mình sẽ có là gì? Cái phương trình này chúng ta sẽ có là x bình x trừ mấy x cộng với 2 tất cả bình phương này cộng với y bình này. Đó. Mà chúng ta đang chỗ này cộng thêm 4 thì bên này phải là cộng 4 nữa thì bằng 9. Thì đây chính là đường tròn C có tâm y có tọa độ trừ 2, 0 và R là 3. Đó. Và đây này, cái đường thẳng này 6x này, trừ đi 8y này, trừ 11 bằng 0 là đường thẳng delta. Thế bây giờ muốn xem nó có bao nhiêu số phức thỏa mãn, tức là vị trí tương đối của hai thằng này. Nếu như delta mà cắt cái đường tròn này tại hai điểm thì có hai nghiệm này, tiếp xúc thì có một điểm này, không cắt thì là không có điểm nào. Thế thực ra muốn kiểm tra đó chính là vị trí tương đối, thì phần sau thì sẽ nói kỹ hơn chỗ này. Tức là d từ đâu? D từ delta thì mình tính d từ y đến delta đã. Bằng bao nhiêu? Bằng trị tuyệt đối thay tọa độ vào đúng là 62 12. Đây 0 0 là trừ 12 trừ 12 nhân với trừ 12 thôi đúng không? Trừ 12 trừ đi 11 không trừ 12. Chia cho ở đây chúng ta bằng bao nhiêu? Đây chính là bao nhiêu nhỉ? 6 bình cộng 8 bình là 10 bình, tức là bằng 10 căn bậc 2 mà. Vậy. Đó, chúng ta sẽ chỗ này chúng ta sẽ có là hai mấy. Quá. Mình tính nhầm đâu sao nhỉ? Là bây giờ à 30 31 ừ, rồi đây là 33 chứ. À còn 20 23 chứ. 23 10. Có tính nhỏ hơn mà sao mình tính ra lại vô nghiệm nhỉ? Có nhầm đâu nhỉ? Đó, chỗ này mình xem lại nha, xem lại xem. Xem lại tại sao lại có phải khả năng là sai chứ? Bởi vì thằng này nó nhỏ hơn mà, nhỏ hơn R mà, khoảng cách nhỏ hơn R thì nó phải nằm mấy? Nó cắt tại hai điểm mà. Đó nhỉ, 12 này, 62 12 trừ 12. Không ở đây. 11 đúng đấy. Chia cho căn bậc 2 của 6 bình cộng 8 bình 6 8 10. Chia 10 đúng không thì nó căn bậc 2. 100 mà. Bóc. Còn 10. Có bằng 23 mà 23 phần 10 thì có 2,3 thôi, nhỏ hơn thằng này mà. Sao mình nhầm đây lại sai nhỉ? Ta thấy hai cách này ra hai kết quả khác nhau này rất là nguy hiểm. Cách một ta bị nhầm rồi. Thằng này chắc chắn là nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn R và nhỏ hơn R bằng 3 đúng không? Thì chắc chắn là có gì? Có hai nghiệm. Đó. Chỗ này mình phát hiện ra là sau khi làm cách 2 mình thấy phát hiện cách 1 đã được bị sai chỗ này. Đó là ta quên nhân với chỗ này là 860 mấy? 64. 864 đây quy đồng lên mà căng quá. Tức là 64 chỗ này nữa. Nói tóm lại 64 chỗ này thì chắc chắn là chúng ta 64 nhân 5 là lớn hơn thằng này rồi nên chỗ này âm. Âm thì sẽ có 2. Đây thông tin chúng ta sẽ bấm đây đúng không nhỉ? Trời căng quá. Thế này. Đây là chúng ta sẽ có 11 bình phương này. Đó. Trừ đi 5 nhân với 64. Đó, sai chưa? Thì nhầm. Đó, có hai nghiệm. Đấy. Phải nói tóm lại là câu này đã khoanh sai, nó mất điểm rồi. Làm cách thứ nhất là mất điểm. Đấy. Đó. Làm cách thứ hai thì khả năng sẽ ok hơn đúng không nhờ cách số 2 đó phải có bao nhiêu nghiệm là ta sẽ làm như này thì khá là ok được chưa nhỉ. Đó, cách số 2 đây, nói tóm lại là chúng ta khoanh đáp án C. Tiếp tục sang câu số 6 này. Câu 6 cho phương phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện cũng thế thôi. Đây là một gì? Đây là một đường tròn này và đây ta trừ như này thì chắc chắn là một đường thẳng bởi vì bình phương chuyển vế sang để trừ bằng cái này nó sẽ là một đường thẳng thế nhỉ. Rồi nói tóm lại như vậy về chúng ta sẽ xử lý cái đường thẳng là z, đương nhiên là z bằng gì? Z bằng x cộng y đó. Thì từ cái chỗ này thì ta sẽ có là từ cái biểu thức này ta làm luôn nhá, là mô đun của z trừ đi 3 trừ đi 4y này bằng căn 5 này thì tương đương với x trừ 3 tất cả bình cộng với y trừ 4 tất cả bình là bằng căn 5 bình, tức là bằng 5. Rồi đây chúng ta sẽ có là từ cái mô đun của z cộng 2 bình phương trừ đi mô đun của z trừ y bình phương bằng 33. Thì chúng ta cũng gì? Chúng ta cũng bình ở đây bình phương thì tức là x cộng với 2 bình phương cộng với b bình. À, y bình với lại b bình. Y bình đúng không? Rồi trừ đi mở ngoặc ra x bình cộng với y trừ 1 bình phương đó bằng 33.
Rồi ok, đến đây thì chúng ta sẽ có gì? X bình hết, y bình hết. Chỗ này chúng ta sẽ có nick. Đó. Chỗ này trừ 2y trừ trừ thành cộng, cộng 2y. Chỗ này có 4, 4 này. Chỗ này là 1 thì còn 3 đúng không? 4 trừ 1 còn 3. 3 mà bên này 33 thì bằng 30. 30 thì chắc chia cho 2 thì ta được là 2x cộng y thì bằng 2 cộng y thì bằng 15. Và từ đây suy ra y bằng nhiều mấy? Y bằng 2x. À 15 trừ 2x. 15 trừ 2. Rồi, mình thay vào đây, thay trên này nha. Thay trên là mình hằng thức. Thay lên trên này. Người ta suy ra được là gì? X trừ 3 bình phương này cộng với này 15 mà trừ đi hết, 15 trừ 4 còn 11, 11 11 trừ đi hết, 11 trừ đi 2x bình phương bằng 5. Rồi giải hại này thôi đúng không? Modulus hai cha ta sẽ có 2x, chắc là 2x rồi đúng không? Rồi chúng ta tương đương với này x bình này cộng với 4x bình là 5x bình này, 5x bình. Rồi chỗ này trừ đi 4 nhân với 11 là trừ 44, trừ 44 mà trừ đi trừ 44 mà trừ đi bao nhiêu? 44 mà 44 đâu nhỉ, đang đoạn này trừ 44 mà trừ 6 thành trừ 50. Rồi tiếp tục này là 121 cộng với 9, 121 cộng 9 130 à? Ô. Và tóm lại là chỗ này là cộng với 11 bình phương cộng với 9 bằng 0. Rồi bấm máy xem nào, niệm đẹp không? Có nhầm không nhỉ? À, chỗ này chúng ta thiếu số 5 là chỗ này là 5. Đó, bằng 5 chứ không phải bằng là không. Rồi, ok, bấm máy này. Theo nghiệm không nha? 5 bằng trừ 50 bằng 11 bình cộng với 9 mà chuyển sang trừ 5 mà cộng với 4 đúng không? Bằng 5. À, có một nghiệm bằng 5 thôi. Nói tóm lại x bằng 5. X bằng 5 thì suy ra y bao nhiêu? Y bằng 25 là 10, 10 y bằng 5 nữa. Rồi, 55 luôn. Và modulus của z tức là z trừ đi 2 trừ y của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 5 trừ 2 còn 3. Đúng không? 3 3 cộng với 4 y. 3 cộng 4 y thì modulus của nó bằng bao nhiêu? Từ đấy modulus bằng 5. Đúng không? 5 modulus của nó z trừ thì là bằng 5. 5 nó khoanh đáp án đi. Đó, ok. Số 6 này vậy. Câu sang câu số 7 này, gọi A. Câu 7. Gọi A là tập hợp các số phức thỏa mãn 2 trừ đi y trên z là số thực và bằng căn 37 tổng các phần tử của A là tổng các phần tử. Cái tóm này là cộng vào đúng không? Rồi, thứ nhất là z thì nó phải khác không? Điều kiện này là z khác không? Ta chú ý vậy, điều kiện z không? Và nó là một số thực thì ông ta sẽ ở đây, chúng ta sẽ quan tâm đến cái gì? Số thực thì chỉ cần quan tâm phần ảo, tức là lúc này chúng ta sẽ có ở đây chúng ta sẽ 2 trừ y chia cho z thì mình sẽ nhân với số phức liên hợp của nó, tức là 2 trừ y nhân với z gì? Z ngang chia cho z nhân với z ngang. Z ngang modulus z bình, thực ra ta cũng không quan tâm một đây chỉ là modulus z bình thôi. Đó. Và đương nhiên ta có là 2 trừ đi y mình sẽ gọi là z là x cộng y thì x trừ đi y. Đó. Và đây chúng ta chỉ còn quan tâm đến là số thực thì quan tâm phần ảo thôi. Bằng cái số a nào đó kệ nó đi, chúng ta quan tâm phần ảo nhá. Thì đây chúng ta sẽ có trừ này, đây có trừ nữa đúng không? Thì nó trừ này. Đó. Đúng nhỉ?
2y này, 2y này. Rồi chỗ này là xy này, cộng xy cộng x này nhân với y, rồi ok chia cho modulus z bình phương. Đó, là số thực, là số thực. Là số thực thì chúng ta sẽ có gì đây? Từ đấy suy ra là 2y cộng x không. Ok, đẹp rồi. Đó. Rồi tiếp tục đến cái đoạn này xem sao. Cái modulus của z ngang cộng với 2z thì bằng 37, chúng ta sẽ có này, z ngang cộng với 2z bằng căn 37. Thì từ đây chúng ta sẽ có cái gì tương đương với là z ngang, thì chúng ta thấy là modulus của x trừ đi y cộng với 2x rồi cộng với 2y bằng căn 37. Và từ đây chúng ta sẽ có gì? 3x cộng với y bằng căn 37. Rồi tương đương với lúc này thì chúng ta thấy là bằng 9x bình cộng với y bình thì bằng 37. Đó. Được chưa? Rồi trên này có x y rồi, từ đây x bằng bao nhiêu? X thì bằng trừ 2y. Rồi ta thay thay x vào đây thôi. Đó, từ đấy suy ra ta có là 4, 4, 9, 36. Đúng rồi, ta có 36 y bình cộng với y bình thì bằng 37. Và từ đây ta có là y bình thì bằng 1 và y bằng cộng trừ 1. Đó, y cộng trừ 1 thì đương nhiên là chúng ta x sẽ bằng bao nhiêu? X sẽ bằng thì đây, y cộng 1 thì x bằng, thì chúng đây là trừ cộng đúng không? Trừ. Rồi tóm lại là chúng ta sẽ suy ra như thế này cho nó dễ để bị nhầm lẫn. Đó, như này. Đó là x bằng, nếu y bằng 1 thì bằng x bằng trừ 2, y bằng 1. Đó. Thế còn y bằng trừ 1 thì x bằng 2. Vậy từ đấy chúng ta sẽ có hai số phức z, z bằng trừ 2 cộng với y và z bằng 2 trừ y cho. Cộng với nhau tổng các phần tử cộng. Rồi, tổng bằng 0. Đúng không? Bằng 0 đúng quá rồi, đáp án A. Trời. Làm mãi nó ra 0. Ok, câu số 7 là như vậy. Rồi, kệ nó đi. Tiếp tục sang câu số 8 này, câu 8. Câu 8. Cũng vậy thôi, đúng không nhỉ? Ở đây mình sẽ gọi z bằng x cộng y đúng không? Đó, tính tổng các phần thực của số phức trong S đấy, tóm lại tổng phần thực nhá, chúng ta chú ý nhá. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Đầu tiên z bằng x cộng y nhá, thì từ cái phương trình đầu tiên này này là z trừ 2 bằng căn 3. Thì tương đương với cái gì đây? Tương đương với x bình, x trừ 2 tất cả bình chứ. Trừ 2 tất cả bình cộng với y bình là bằng 3. Rồi. Ở đây chúng ta là số ảo thì mình cũng thôi mình sẽ làm bình thường đúng không? Là z x cộng với, mình sẽ gói luôn nhé, x trừ 3 nhé, x trừ 3. Đó thành một cụm này. Đầu tiên thằng này nhá, x trừ 3 này cộng với y cộng 2 thành một cụm này. Y rồi. Ok, nhân với chỗ z ngang trừ 1 thì tức là x trừ 1 này. Đó. Z ngang thì chúng ta sẽ trừ đi y này. Ok. Là số thuần ảo thì chúng ta chỉ quan tâm phần thực. Đấy, số thuần ảo quan tâm phần thực. Vì phần thực bằng 0 mà. Vậy chúng ta chỉ nhân phần thực thôi nha. Còn phần ảo kệ nó đi. Phần thực thì có thực nhân thực là thực thôi. Ảo nhân ảo thì ra thực đúng không? Thực nhân thực ra thực. Vậy ta có x trừ 3 nhân với x trừ 1. Đó. Ảo nhân ảo thì đây chúng ta có một số trừ y bình bằng trừ 1. Vậy trừ trừ thành cộng, cộng với y nhân với y cộng 2. Đó, cộng một cái số a y nào đó. Nên là số gì? Số thuần ảo. Là số thuần ảo thì ta sẽ có là x trừ 3 nhân với x trừ 1 cộng với y nhân với y cộng 2 là bằng 0. Thế thì cái chỗ này thì chắc chắn là một đường tròn rồi. Cũng là đây đường tròn, đây cũng là đường tròn. Đó. Chúng ta chắc chắn là sẽ có hai giao của hai đường tròn.
ta x bình này cộng y bình là chắc rồi. Chỗ này này, ở đây chúng ta có trừ 3x trừ 4x là trừ 4x trừ 4x thì chưa, cộng với 3 thì chỗ này cộng với 2y đây, cộng với 2y rồi cộng 3 bằng 0. Ok đó, thế thì phương trình trên là mình tương đương là x bình cộng với y bình trừ 4x. Ờ, số đẹp phết nhỉ. Chúng ta là đi là cộng mấy, à, cộng 4, cộng 4 là trừ 3 thì còn cộng 1. Ờ. Ok, đây là số 1, đây là số 2. Đúng không? Ta lấy ồ hay quá nhỉ. Lấy thằng 2 trừ 1, lấy 2 trừ 1. 2 trừ 1 thì chúng ta sẽ có gì? 2 trừ 1. 2 trừ 1 thì x bình chỗ này hết rồi, chúng ta sẽ có 2y. 2y cộng 2 bằng 0, 2y cộng 2 bằng 0. Nói tóm lại là y bằng trừ 1. Y trừ 1 thì thay vào đâu? Thay vào đây. Thay đây. Thì từ đấy suy ra là ta thay vào 1 thì ta có x bình trừ 4x rồi là cộng 1 bình phương cộng với 2. Không. Chắc chắn là này có hai nghiệm phân biệt rồi, nó bảo phần thực tính tổng các phần thực, tức là chúng ta phương trình có hai nghiệm x1 cộng x2 đấy. X1 cộng x2 bằng trừ b trên a tức là bằng 4. Vậy ta thấy ngay đáp án A nhỉ. Đó. Phần thực đây chính là x đây, đúng không? Ok. A, ok, xong. Câu số 8 là như vậy.